Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Thì mọi người cũng thấy hiện tại em đang đứng phía trước công viên Vinhome Grand Park quận 9. Thì đây là chính là công viên ánh sáng của dự án Vinhome Grand Park bên phía quận 9. Thì cũng như mọi người đang thấy thì hiện tại ở khu vực này đang được bật đèn sáng rất là đẹp. Phía bên đây thì vẫn là các dự án biệt thự và nhà phố này được xây dựng rất là rầm rộ. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi vào bên trong để khám phá xem bên trong của dự án Vinhome Grand Park này thì sẽ như thế nào. Mọi người cùng em đi vào bên trong nha. Thì hiện tại em đã đăng ký với bảo vệ để được đi vào bên trong này. Thì việc đăng ký cho em cũng skip qua cho nhanh. Tại vì em nghĩ cái việc đăng ký thì nó cũng chỉ là thủ tục thôi mọi người. Nên cũng không có quay cho mọi người xem. Thì công viên này trước đây thì em đã quay một video vào buổi sáng, chắc quý cô chú anh chị các bạn cũng đã xem rồi. Thì trong video lần này chúng ta cùng nhau xem và vào buổi tối công viên ánh sáng này như thế nào nha. Thì hiện tại trong đây em thấy cũng có một vài cư dân đang đi vào khám phá công viên này. Thì đây em sẽ vẫn dẫn mọi người đi khám phá trong khu vực ngoài đây nha. Đây trước mặt chúng ta chính là cái cây ánh sáng vào buổi tối. Thì em thấy là vào buổi tối người ta bắt đầu những cái cây này được thắp sáng rất là đẹp. Wow, đẹp quá. Thì với video vào buổi sáng thì chắc là mọi người cũng đã xem trong kênh của em trước đây. Thì đây là video vào buổi tối. Đây chính là cái view của công viên ánh sáng vào buổi tối. Hiện tại thì em thấy là các con đường tình yêu này nọ thì cũng đã được thắp sáng đèn rất là đẹp. Bây giờ em tìm cách đi vào con đường tình yêu cho mọi người xem nha. Đây chính là khu công viên ánh sáng. Cái cây ánh sáng nè mọi người. Đây. Đó, buổi tối thì cái cây ánh sáng nó sẽ trông như thế này nè. Đó. Rất là đẹp. Hiện tại thì trong công viên này em thấy là cũng có các cư dân người ta vào đây để vui chơi giải trí. Bây giờ khi vào công viên này chúng ta phải khai báo nữa. Hồi nãy khi đi vào bên trong thì bảo vệ chặn lại. Bây giờ chúng ta phải khai báo họ tên nữa. Họ tên, số căn hộ này nọ mới cho chúng ta vào. Thì cái việc mà an ninh ở khu vực này ngày càng khó. Không có còn dễ như một tuần trước đây nữa. Thì cái việc mà an ninh ngày càng thắt chặt như vậy thì cũng em nghĩ đối với cư dân trong cái cụm dự án Vinhome Grand Park thì chắc là các cư dân sẽ thích hơn. Tại vì ngày càng nội khu ngày càng nghiêm ngặt. Giống như là hiện giờ là người ngoài gần như là không thể vào được cái khu này rồi. Đây, bên này em thấy có con đường trái tim tình yêu rất là đẹp, được thắp sáng trái tim trái tim. Đây, đây là cái quảng trường nó, mọi người thấy không? Đó. Ở đây em thấy các bạn trẻ thì thay phiên nhau chụp hình ở khu vực bên đây. Tại vì con đường này đẹp quá mọi người, đủ các màu sắc hết. Mình cũng thấy đó. Thì chúng ta đi qua hướng bên đây nha. Đây. Đó, đẹp quá.
Thì đây là con đường lồng đèn bữa em quay cho mọi người xem nè. Thì buổi tối ở đây người ta không có bật đèn ở khu vực này. Người ta có bật đèn các cái ánh sáng này thôi. Rồi khu vực tượng nè mọi người. Thì ở đây bắt đầu có tiếng dế kêu rồi. Cái đó là cái toilet công cộng. Có lẽ là hiện tại em thấy là nơi đây như là nơi các cư dân, những người mà đang ở cái dự án Vinhome Grand Park bây giờ thì đã có một địa điểm để có thể vui chơi, nghỉ ngơi vào buổi tối. Vì công viên này hiện tại thì rất là lớn và đẹp. Tối tối em thấy các cư dân bắt đầu ra đây, chúng ta đã có thể đi bộ, tản bộ rồi hít thở không khí trong lành. Rồi chúng ta cũng có thể ngồi nghỉ ngơi ở các khu vực như vậy nè, ở dưới các tòa ánh sáng như vậy. Đó, em lia một vòng cho mọi người xem. Đây là cái view nhìn từ phía bên trong, nhìn ra cái khu vực công viên ánh sáng. Thì bây giờ em nghĩ chắc em sẽ đi vào phía chỗ cát trắng, biển hồ cát trắng để quay cho mọi người xem. Đây, đây chính là cái đường. Thì trong cái video em quay về cái khu vực, khi mà em đứng qua bên kia, quay về bên đây thì em thấy bên đây đã bị rào rất là nhiều rồi. Nhiều khu vực bị rào lại. Thì em nghĩ chắc là đang trùng tu gì đó ở phía bên ngoài á mọi người. Nên có lẽ là đang rất là khó để ra ngoài đó. Thì thôi chúng ta cứ đi thôi nha. Nếu mà có cái đường nào ra được ngoài phía bên đó mà không bị rào thì em sẽ dẫn mọi người ra. Ui em thấy nè, mọi người thấy không? Đang bị rào rất là nhiều rồi. Một giây nè, ở ngoài kia một giây nữa. Thì khu vực này em nghĩ chắc người ta đang trùng tu trở lại mọi người. Đây, bây giờ cái khu công viên ánh sáng này thì buổi tối đứng góc nào cũng thấy hết. Rất là nổi. Đẹp lắm. Hiện tại thì em thấy hiện trong khu vực này đang có những cái điểm chính như những cái cây ánh sáng này là một. Cái bờ cát thì là bên hướng bên đây đã bị rào rồi mọi người. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi ra cái khu vực một cái như là một cái đồi cỏ vậy đó, rất là bự hướng bên đó. Hôm bữa trong video trước đây thì em nghĩ chắc mọi người cũng đã được thấy rồi. Đứng nhìn quay về các cái ánh sáng vào ban đêm. Quý cô chú chị cũng thấy là khu vực này nó khá là đẹp á. Đèn chạy nhìn rất là đẹp. Cái khu này chắc là đang sửa chữa lại rồi. Hơi tiếc quá. Nếu không em cũng sẽ quay bên cái khu vực đó cho mọi người xem. Lâu lâu mọi người nghe cái tiếng mà khoan đục này nọ là do là phía bên ngoài đó người ta vẫn đang xây dựng rầm rộ liên tục. Bây giờ chúng ta đi qua hướng bên đây nha. Hiện giờ phía bên đây thì nó khá là vắng vẻ nè. Thì những cái đèn này vào buổi sáng được thắp lên em thấy rất là đẹp. Thì đây sẽ rất là thuận tiện để chúng ta đi dạo vào ban đêm. Đặc biệt là các hiện tại thì em thấy rất là nhiều cái gia đình có các bé nhỏ, người ta đi, dẫn con người ta vào đây đi dạo rồi cười đùa vui vẻ với nhau rất là thoải mái. Đây mình thấy ở đây là có một cái đường để đi ra biển nè mọi người, khu biển hồ á. Chắc là bên phía bên đây là đã không có còn rào nữa rồi. Đây là một cái toilet nữa nha mọi người, cái restroom.
đúng rồi, bên đây chúng ta đã có đường đi ra biển đấy rồi, biển hồ. Khu vực bên đây thì hiện tại là không có rào. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra khu vực cát trắng, đi xem cái khu vực này vào buổi tối thì nó sẽ như thế nào nha. Thì nếu chúng ta đứng từ cái view bên đây nhìn về cái bờ bên kia thì em nghĩ nó sẽ không có lung linh bằng khi chúng ta đứng cái bờ bên kia nhìn về bên đây. Mọi người biết tại sao không? Tại vì cái bờ bên kia chủ yếu là các máy tập thể dục không à, chứ không có những cái có cái bồn phun nước buổi tối người ta cũng làm đèn này nọ. Đây, cái bờ biển buổi tối nó như thế này nè, ta vẫn chưa được thắp sáng mọi người. Đó, nếu mà chúng ta đứng từ bờ bên đây nhìn về cái cây ánh sáng thì nó sẽ như vậy nè. Đó, nếu chúng ta đứng bên bờ bên kia nhìn qua nó sẽ cái view nó sẽ như vậy, sẽ thấy cái cây ánh sáng đổi màu nhìn rất là đẹp. Còn các khu vực cát ngoài này thì nó một phần là khu vực này em nghĩ chắc người ta đang trùng tu lại á, nên cũng không có thấy để ghế ngoài này. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới khu vực đồi cỏ nha mọi người. Cái đồi cỏ hôm bữa khi mà trong video lần trước em cũng có quay cho mọi người xem, thì không biết là trong video lần này thì vào buổi tối cái khu vực cái đồi cỏ nó lớn, cái đồi cỏ lớn lớn này nè, tối nó sẽ như thế nào nha. Mọi người cùng với em đi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển để nhìn về cái phía mà đồi cỏ bên đây. Cái đồi cỏ nó bự lắm. Thì trong video trước đây thì mọi người cũng thấy là cái đồi cỏ này nó lớn thế nào rồi đó. Thì nếu mọi người có nghe cái tiếng bước chân của em thì mọi người thông cảm giúp em với nha. Tại vì chúng ta vừa mới đi xuống phía cái biển hồ á, thì hiện giờ trong cái phía chân của em thì nó đang dính cát, nên bây giờ đi trên những cái cạch này nè thì nó lại nghe một cái tiếng cũng hơi lớn á mọi người. Nên nếu mọi người có vô tình cái tiếng này có ảnh hưởng tới mọi người thì thông cảm giúp em với nha. Đây, máy bán hàng tự động. Đó. Wow. Đây, bữa chúng ta đứng ngay cái khu này nè, mọi người nhớ không? Đó, bữa chúng ta em đi cái đường này ra ngoài đó rồi đi ra luôn. Thì ở đây có một cái đồi cỏ rất là lớn. Đây. Thì hôm nay hay chúng ta đi một đường vòng nha. Em thấy ở phía trước có hai anh chị cũng đang đi dạo. Chị thôi, hôm nay em sẽ dẫn mọi người đi một cái đường vòng. Về một đường vòng đi ra thẳng bên phía bên ngoài luôn. Mọi người thấy sao? Hay em đi cái đường này ta. Tại cái khu bên đó thì cũng như trong video trước em nói mọi người là có vẻ như là cái khu bên đó vẫn chưa có xây dựng xong hay sao á, vẫn không có cái điểm nhấn nào đó, nên em thấy nó không có đẹp để chúng ta đi. Đấy, em quay cái này buổi tối cho mọi người xem nè. Góc này bữa em cũng quay rồi nè. Đó, buổi tối nếu mà chúng ta ra đây ngồi á thì nó sẽ vậy nè. Đó, đây là cái view chúng ta ngồi từ hướng trong cái chòi chúng ta nhìn ra. Em vào cái chòi cho nó giống nha. Thì nếu mà từ trong cái chòi chúng ta nhìn về hướng bên đây, chúng ta sẽ thấy được cái cây ánh sáng. Đó. Đó. Thôi trong video lần này em nghĩ chúng ta cũng sẽ đi đường này luôn. Tại vì cái hướng bên đó nó không có cái gì hết mọi người. Cái hướng bên đây nó không có cái gì để quay hết, thì em nghĩ chẳng hạn như vậy chúng ta đi qua đây nhìn các cây ánh sáng nó
đang chiếu sáng này nọ thì em thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Thì mọi người cũng dễ hình dung hơn là vào, tại vì chúng ta đã có một cái clip quay buổi sáng rồi, bây giờ có một cái clip quay buổi tối nữa, thì em nghĩ nó sẽ giúp mọi người dễ hình dung hơn về cái khu vực bên đây. Chúng ta đang đi phía dưới cái sườn cá này nè. Buổi sáng thấy nó cũng độc độc rồi, buổi tối nhìn cũng hay đúng không? Đó, bây giờ thì cái biểu tượng của công viên này là chính là những cái cây ánh sáng này mà. Hai cái chúng ta có thể mọi người rất là mê về cái khu công viên này. Thứ nhất là cái cây ánh sáng này lấy theo cảm hứng của cái Garden by the Bay của Singapore. Thứ hai là cái biển hồ cát trắng. Thì hồi nãy em cũng đã quay cho mọi người xem cái biển hồ cát trắng, thì em thấy là buổi sáng nó nhìn nó sẽ đẹp hơn á. Còn riêng cái cây ánh sáng này thì vào buổi tối nó quá đẹp. Đêm lượt góc thật là đẹp. Em đứng lại em cho mọi người xem về cái không khí ở đây lúc này. Nếu chúng ta đi cái đường vòng á là nó sẽ, chúng ta sẽ đi hồi nãy tút bên đó, chúng ta sẽ vòng qua hướng bên đây. Em thấy nó cũng rồi, xong chúng ta lại mới vòng lại hướng dưới đây. Nó khá là xa. Nên em nghĩ thì tiết kiệm thời gian của mọi người thì em nghĩ em sẽ đi cái đường này. Rồi sau đó tập trung quay cái cây ánh sáng thôi. Đó. Thì một phần tại vì hiện giờ ở đây nó nghe cái tiếng mà đập xây dựng đó mọi người, bụp 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 á, nên em thấy nó cũng hơi mất cái không khí. Chứ nếu sau này em nghĩ thôi nha, có thể cái chỗ này người ta sẽ phát nhạc đó mọi người. Em nghĩ có thể trong tương lai cái khu vực này người ta sẽ bắt đầu phát nhạc. Rồi kiểu như là nhạc, những cái cây ánh sáng này, những cái cột sáng này đó, nó sẽ chạy theo đường nhạc. Em đoán là như vậy. Tại vì cái việc phát nhạc cho các cây ánh sáng này rất là dễ. Tại vì vốn dĩ là nó đã chớp vậy rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần gắn thêm loa rồi hệ thống này nọ, sau đó chúng ta lại phát nhạc là được rồi. Đây là khi chúng ta nhìn đứng từ phía dưới các cây ánh sáng nhìn lên nè. Đó. Em đứng lùi về sau cho mọi người xem. Đó, cái cây sáng nó như vậy đó. Góc này cũng vậy nè mọi người. Đó, đẹp ha. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi vào cái con đường trái tim đằng kia. Hồi nãy thì chắc là quý cô chú anh chị và các bạn cũng thấy là phía trước cái con đường trái tim, con đường tình yêu đó thì có rất là đông các bạn trẻ đang chụp tự sướng rồi. Nên cũng đông đúc và ồn ào nên em không có quay. Thì bây giờ em nghĩ là chắc là các bạn đã cũng tản bớt đi rồi. Nên bây giờ em sẽ đi lại cái khúc đó quay cho mọi người xem. Và để em sẽ đi vào thử luôn. Để mọi người xem là nếu mà chúng ta đi bằng đi bộ thì chúng ta đi khi đi vào cái khu vực cái con đường ánh sáng này nó sẽ như thế nào nha. Đúng rồi, bây giờ nó đã vắng hơn nhiều rồi nè mọi người. Bây giờ em sẽ đi vào và đi xuyên ra. Từ đây em sẽ đi ra ngoài luôn.
sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài cổng luôn và kết thúc video ngay ngoài cổng nha mọi người. Đây, đây chính là con đường tình yêu. Đó mọi người thấy không, tối lung linh lắm, quá đẹp. Thì chắc quý cô chú anh chị và các bạn cũng thấy là cái khu vực con đường tình yêu này thì hầu hết là các bạn trẻ đứng chụp hình cái cặp đôi, chụp hình chung với nhau. Thì tên của cái con đường đó là con đường tình yêu mọi người. Tuy nhiên là các đôi yêu nhau rồi người ta lại, người ta chụp hình bên nhau này nọ. Đây, bên đây cũng có con đường tình yêu nữa. Nhưng có vẻ con đường tình yêu này làm đèn không có đẹp bằng cái con đường chúng ta vừa mới đi qua. Nên cái khu vực con đường tình yêu này thì có vẻ không có thu hút các bạn trẻ hơn. Đó, mọi người cũng thấy rồi. Con đường tình yêu kia thì nó lộng lẫy, còn con đường tình yêu bên đây thì nó hơi đơn điệu và ánh sáng á. Nè, mọi người cho em coi mọi người xem. Đó. Bên đó là quá trời màu luôn. Hợp với cái cây ánh sáng này. Đó. Còn bên đây thì có vẻ như chỉ có một màu thôi à. Cũng là trái tim. Cũng là hàng loạt các trái tim được thắp sáng. Nhưng vì chỉ có một màu thôi nên con đường tình yêu này không được đón nhận. Đó, bây giờ chúng ta đã đi vào con đường tình yêu nữa nha mọi người. Mà đúng, nếu mà công tâm thì em thấy con đường này nó cũng không có đẹp hơn thiệt. Không có đẹp bằng con đường kia. Nhưng hình như em không biết mọi người xem trong video có cảm giác là cái ảo giác không. Nhưng khi em đi đi ngang cái đây này kiểu như mấy đèn nó đều nhau á, làm em cũng hơi mỏi mắt á mọi người. Không biết là phải cái này chỉ có một mình em bị hay là cái hiệu ứng nó làm cho chúng ta bị ta. Rồi, chúng ta đã ra gần tới cửa rồi nha mọi người. Thì phía trước là cái cổng ra rồi. Nãy chúng ta cũng vào cổng đó. Bây giờ chúng ta lại ra lại cổng đó. Đó. Rồi. Em quay cho mọi người xem. Chúng ta chuẩn bị phải chia tay con viên ánh sáng rồi. Rồi, chúng ta phải ra thôi. Và em nghĩ em sẽ kết thúc video bên phía bên ngoài luôn. Hay kết thúc ở đây ta. Và em nghĩ kết thúc ở đây nha mọi người. Cảm ơn quý cô chú, anh chị, các bạn rất là nhiều vì đã xem video tới thời điểm bây giờ. Hy vọng video lần này đã cho quý cô chú, anh chị và các bạn xem về cái khu vực công viên ánh sáng của dự án Vinhome Grand Park quận 9 vào ban đêm thì nó sẽ như thế nào. Không khí, hình ảnh và cái môi trường ở đây hiện giờ nó như thế nào thì chắc mọi người xem video cũng có thể cảm nhận được một phần nào đó. Mọi người đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa phục vụ cho mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi. Bye bye mọi người.